vậy? Đi xem đi. Trong lực không lớn quá. Người đâu? Em đưa qua đó. Đi theo. Đi. Chuyện gì vậy? Đây. Trời ơi, lại chạy đằng sau. Lên. Tô cô nương, nói ta biết đi, tên thiếu tử ngày hôm qua đi chung với cô đâu rồi? Ta không biết hắn. Được, không sao hết, có cô trong tay của để chúng tôi có thể sống rồi. Bắt cô ta lại. Đồng xưởng. Các vị hộ tống Chu Kiên Giật ta tới đây đã là tận nghĩa. Đây, sau khi uống cạn chén này thì tối hôm nay ngay tại chính chỗ này chúng ta chia tay. Tôn Hồng, tối nay ngươi và Giật Thanh lập tức dắt theo mọi người rời khỏi chốn này. Từ nhỏ con đã lớn lên trong Tề Dương phủ, sống là người của Tề Dương phủ, chết là ma của Tề Dương phủ. Đám người ngoài kia truy sát không tha, các người vốn dĩ không đánh lại chúng. Với tình hình bây giờ, chỉ là sợ chúng ta không tới được Thông Châu. Thứ bọn chúng muốn lấy là thủ cấp của ta. Các ngươi cần gì phải chịu chết chung với ta chứ? Mặc dù con không phải là con ruột của người, nhưng là do Dương gia người nuôi dưỡng, con cam tâm tình nguyện sống chết cùng với người. Chúng tôi cam tâm cùng sống chết với người. Được, tối nay chúng ta không cầu sống chung, nhưng nguyện cùng chết. Dạ. Mọi người gắng gượng, tới Giật Tiên Trang ở Thông Châu sẽ có viện binh. Dương gia, đám người kia võ công cao cường, con là thiện xạ, cho nên chúng ta phải tìm cách ẩn thân. Lão ba, trong nhà của ông có bao tải hay xe đẩy gì không, có thể bán lại cho chúng tôi. Các vị không cần phải lo lắng đâu. Tối hôm nay sẽ có sương mù rất dày đặc, các vị không nhìn thấy họ, họ cũng không nhìn thấy các vị được. Hơn nữa còn có thể lợi dụng bóng đêm. Chính vì vậy, đây là thời cơ tốt nhất để trốn thoát. Tại sao ông biết tối nay nhất định có sương mù? Hơn nữa đám sát thủ võ công cao cường, cho dù có sương mù dày đặc, bọn chúng cũng có thể bắn trúng thôi. Dù sương mù dày đặc nhưng vẫn có thể bắn trúng là bởi vì các vị đều cưỡi ngựa hết mà. Liên quan gì tới chuyện cưỡi ngựa chứ? Sương mù dày đặc cho nên không nhìn thấy bất cứ cái gì hết, nhưng mà lại có thể nghe thấy được. Quả thật võ công họ cao cường, nhưng muốn họ không phát hiện các vị cũng rất dễ. Chỉ cần không để họ nghe thấy thì dù võ công cao bao nhiêu cũng không thể bắn trúng được. Nói nghe thì dễ, nhiều người cưỡi ngựa như vậy làm sao không nghe được tiếng chứ? Ai nói với ngươi là không cho họ nghe thấy chứ? Chẳng những phải lên tiếng mà còn phải tạo ra tiếng động thật là lớn. Nếu tiếng động càng lớn thì càng át được tiếng gió ngựa. Huống hồ gì
sương mù ban đêm lại rất dày đặc. Đương nhiên họ càng không thể biết được các vị đã chạy theo hướng nào. Rất có lý. Hy vọng lão bá chỉ cho một con đường. Nè, cầm lấy. Hả, cầm lấy. Lão bá đó quả thật rất kỳ lạ. Con sợ sẽ có bẫy, để con đi coi thử. Cẩn thận một chút nghe. Cẩn thận đó. Xin cô nương tha mạng. Lúc hắn tới đây còn kéo theo một xe pháo và trống. Lúc đầu là một người trẻ tuổi, sau đó thì cải trang thành một ông già ốm yếu. Thực ra ngươi là ai? Tôi cho các người ở lại 2 ngày. Bây giờ các người lấy quán báo ân vậy sao? Hả? Hai mẹ con trong nhà đã bị ngươi mua chuột rồi. Buổi tối hôm qua ngươi chuẩn bị một xe pháo để trong nhà kho trước khi chúng ta tới đi. Nói đi, thực ra ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Chắc chắn là đồng bọn với đám người ngoài kia. Chẳng trách đám người kia không dám tấn công vào. Nói thật đi, nếu không thì giết chết ngươi. Nè. Ê, trời ơi, quả thật đám người đó không dám tấn công vào đây là vì tôi. Quả nhiên ngươi là gian tế. Dương gia, chúng ta cứ chém đầu hắn, ném ra ngoài đường. Nè, đừng mà. Tiểu huynh đệ, ngoan ngoãn khai thật đi, ta sẽ tha cho. Chỉ có Dương gia là thấu tình đạt lý. Thả ra coi. Tại sao cô biết được ta là ai? Vì tôi đi theo các vị. Lần đầu tiên ở Lâm Thanh, tôi khuyên các vị đừng đi đường bộ mà đi đường thủy. Các vị vì sợ có bẫy nên vẫn đi đường bộ, kết quả bị dây hãm trong sơn cốc, hy sinh 3 hộ vệ. Thì ra người bắn tên truyền tin cho chúng ta chính là ngươi. Đúng vậy. Người truy sát các vị không phải là người bình thường. Chắc các vị rõ hơn tôi mà. Nếu nói như vậy, dọc theo đường đi, bọn chúng đã chuẩn bị rồi. Nhiều dương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một mình ngài hồi kinh chứ? Không lẽ chỉ là vì thăm bệnh thôi sao? Chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi. Người này thần bí kỳ lạ, tại sao lại tới chỗ này? Đừng thắc mắc nữa, có lẽ người này có thể cứu mạng chúng ta. Vẫn chưa biết được hắn lại, tại sao dương gia lại tin hắn chứ? Dương gia nhìn người nhìn tâm, dương gia có thể nhìn thấu hắn là người tốt. Khó hiểu. Tại sao lại cứu ta? Gặp chuyện bất bình, muốn bao nhiêu ngân lượng? Không lấy một xu. Vào Thông Châu mỗi người mỗi ngã. Chỉ đơn giản vậy à? Chỉ đơn giản vậy thôi. Dương gia, không xong rồi, đám người kia đã muốn phóng hỏa tấn công vào đây. Cứ nghe vị huynh đệ này chỉ huy đi. Cô nương, cô và Dương gia ngồi xe. Tôi quen thuộc địa hình chỗ này nên có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng mà phải có một nhóm người khác ở lại cầm chân, đốt pháo đánh trống để phân tán sự chú ý của quân địch, khiến họ tưởng chúng ta muốn phá vòng vây. Để tôi. Nhưng có thể huynh sẽ phải chết. Tôi biết mà. Cậu có cái sách nào để cùng thoát không? Dương gia, người hãy đi trước đi. Con sẽ ở lại bàn bạc với vị huynh đệ này. Lúc nãy vừa nói là cùng nhau xông ra ngoài. Chu Kiến Nhật này không phải là người tham sống sợ chết. Xin Dương gia sớm đưa ra quyết định, ngài dắt một nhóm rời đi. Vậy thì Tôn Hâm có thể lợi dụng sương mù để nhanh chóng thoát thân. Nhưng nếu như ngài không đi, có lẽ mọi người đều sẽ phải chết ở đây. Dương gia, nếu như ngài không đi thì sự hy sinh của các huynh đệ đều sẽ vô ích. Ngài đi đi, Dương gia. Được rồi. Thôi được, các người cũng phải cẩn thận đó.
huynh đệ, có sao không? Không. Đi. Có người cứu tệ. Làm phiền Kiều trang chủ rồi. Dương gia sao lại nói vậy? Năm đó lúc Kiều mổ còn nghèo khó, cũng nhờ Dương gia cưu mang, còn cho Kiều mổ nhiều ngân lượng mới có ngày hôm nay. Lần này Kiều mổ nhất định sẽ dùng tính mạng báo đáp. Ngày mai cho dù Kiều mổ có hy sinh toàn bộ tính mạng của già trẻ lớn bé Dật Tiên Trang, cũng nhất định hộ tống Dương gia hồi kinh. Mời Dương gia. Tề Dương đã vào trong Dật Tiên Trang. Đây là thư mà sáng ngày hôm nay Lưu đại nhân đã truyền bồ câu tới đưa cho ta. Ý của Lưu đại nhân chính là nếu như chúng ta thất bại thì sẽ chết.
nên Tề Dương sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đó. Trang chủ, bên ngoài có một đám người xông vào trong trang, Đoàn Luyện đang ngăn cản họ. Hả? Bọn chúng muốn động thủ. Bổn Dương đã đem tới phiền phức rồi. Dương gia đừng nói vậy, tôi thấy hay là vậy. Tôi dắt người ngăn cản lại, các vị chạy đi. Vô dụng thôi. Họ cố tình xông vào, chính là vì muốn chúng ta rơi vào bẫy của họ. Kiều trang chủ, trong trang của ông có bao nhiêu xe ngựa? Tính cả lớn lẫn nhỏ, tổng cộng có 10 chiếc. Cơ hội nói ta biết tung tích của Tề Dương. Đại ca, tôi thật sự không biết huynh đang nói cái gì nữa. Đúng là cứng đầu. Cha 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 cha.
Đây chính là đầu người ở trong vật tiên trang. Đi chung với các ngươi đều đã chết hết rồi. Ta cho cô một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần cô nói ra tung tích của Tề Dương, cô và tên tiểu tử này có thể sống sót. Ta không biết người này. Người thả hắn đi đi. Tôi cô nương đúng là biết nói giỡn mà. Bây giờ còn có người vì người dân mà hy sinh tính mạng hay sao? Vậy thì đúng là không đáng. Nói, Tề Dương đang ở đâu? Tiểu tử, cô không nói thì ngươi nói đi. Cẩm Y Vệ cải trang giả dạng, muốn ám sát Tề Dương được hoàng thượng triệu kiến. Nếu chuyện này mà lọt vào tay của hoàng thượng, ta chỉ sợ tương lai của các vị đều phải ngồi chờ chết trong nhà lao của Cẩm Y Vệ mà thôi. Mau giải hắn qua đây. Dạ. Đi, nhanh lên. Nàng quên làm gì vậy? Đồ của tôi vẫn còn nguyên, không phải Đông Sưởng đâu nghe. Nếu không phải người của Đông Sưởng, càng không phải người của Cẩm Y Vệ, vậy nhất định là người trong Lục Phiến Môn rồi. Tôi chỉ là một nông dân ở Thông Châu thôi. Nếu không tin, huynh tới Thông Châu hỏi đi. Ai mà không biết tôi chứ. Ta còn tưởng người giỏi lắm chứ. Hóa ra chỉ là một tên vô dụng. Ta không biết người này thật mà. Ngươi hãy mau thả hắn ra đi. Tôi cô nương, cô cũng biết chúng tôi muốn cái gì mà. Nói ra thì hắn ta có thể sống. Nhất định là huynh không tin. Ở trên đời này có người chịu chết vì chủ nhân của mình. Chỉ cần có tiền thì ai huynh cũng bán đứng thôi. Sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng nữa. Quá khen rồi Bách Hộ đại nhân. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại biết ta là Bách Hộ chứ? Với tuổi tác của đại nhân ở trong Cẩm Y Vệ, có thể dắt theo nhiều người thì chắc chắn là Bách Hộ. Nhưng Bách Hộ tài năng trong Cẩm Y Vệ chỉ có mấy người thôi. Người có thể bắn tên như Lý Quảng Hoa Vinh, ngoài Bách Hộ đại nhân Phương Nghị ra thì còn ai nữa? Tiểu tử, ngươi rất thông minh. Nhanh chóng dắt ta đi gặp Tề Dương. Ta không những có thể thả ngươi và cô nương này ra, còn sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý. Nếu như tôi là Phương Bách Hộ thì tôi sẽ sớm nhân cơ hội này dắt họ bỏ chạy trước. Tính ra thì bây giờ có lẽ Tề Dương đã tới kinh thành rồi. Các quân đệ, chúng ta mắc bẫy rồi. Rút. Dạ, rút thôi.
truy đuổi nửa ngày, cực khổ quá. Tha lỗi Đề Dương gia. Xem ra ta không thể vào kinh được nữa. Yên tâm, huynh đệ của tôi ra tay rất nhanh gọn, sẽ không khiến cho Dương gia chịu nhiều đau đớn. To gan, ngay ở dưới chân thiên tử mà dám ngông cuồng như vậy. Nhất định phải bảo vệ chu đáo cho Dương gia. Nếu như Dương gia chịu chút tổn thương gì, ta sẽ cho đám các người chết không có chỗ chôn thay. Mau biến đi. Tiên lễ giám thủ lĩnh thái giám Triệu Vô Cực phụng chỉ tới đây tiếp đón Dương gia. Đường xá xa xôi, Dương gia đã cực khổ rồi. Ơn cứu mạng của Triệu công công, bổn Dương suốt đời khó quên. Dương gia, nô tài đã kêu thuộc hạ đưa Dương gia tới tiên lễ giám nghỉ ngơi một lát, đợi chuẩn bị xong mới đưa ngài đi gặp hoàng thượng. Tạ công công. Người đâu? Triệu công công. Đưa Dương gia đi nghỉ ngơi đi. Dạ. Ê, sư phụ à, lúc nãy chúng ta trực tiếp bắt người là được rồi mà. Chúng ta đã cứu mạng của Dương gia một lần rồi, cần gì phải trở mặt với đám cẩm y vệ này chứ? Người nói rất đúng á. Thần đệ khấu kiến hoàng thượng. Đứng lên đi. Đúng là đều già hết rồi. Không, hoàng thượng vẫn vậy, vẫn giống năm đó lúc đưa tiễn thần đệ rời kinh thành tới biên cương. Bây giờ vẫn chưa Tết mà, cần gì phải nói những lời như vậy chứ hả? Nè. Ngồi. Kiến vật à, trên đường đệ hồi kinh chắc đệ chịu nhiều cực khổ ha. Hoàng thượng, đoạn đường Dương gia đi có thể nói là thập tử nhất sinh. Ồ, nói coi, tại sao lại là thập tử nhất sinh? Xin hoàng thượng hãy trị tội Triệu Vô Cực trước. Ngươi có tội gì chứ? Đông xưởng thất trách khiến trên đường hồi kinh Dương gia đã nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng mà cũng nhờ có hoàng ân phù hộ mới có thể quá hiểm thành an. Trước đó nô tài không hề phái người lên đường bảo vệ, mãi tới khi Dương gia tới được Thông Châu, nô tài mới nhận được tin tức. Kể từ khi Dương gia rời tới Nam, vẫn bị một đám người truy sát không ngừng, khiến nô tài rất hoảng sợ, liền đi tập hợp nhân mã tiếp ứng Dương gia, đã đuổi được kẻ thù ở ngay ngoại thành. Nhưng mà cận vệ của Dương gia đã không chống lại được đám người này, nên chỉ có Dương gia là bình an tới được kinh thành. Triệu Vô Cực vô dụng, xin hoàng thượng trị tội. Rốt cuộc kẻ nào to gan như vậy?
nhằm ám sát hoàng đế của trẫm. Đang điều tra. Kẻ nào mà ngươi cũng không biết. Đông xưởng của ngươi đang làm cái quái gì? Chẳng lẽ ngươi biết nhưng không dám nói à? Thần quá thật không biết. Xin hoàng thượng trị tội tắc trách của Triệu Vô Cực. Ngươi đã cứu hoàng đệ của trẫm, trẫm nên trọng thưởng cho ngươi. Nhưng mà ngươi lại phạm tội tắc trách, trẫm sẽ không trọng thưởng. Đợi khi nào ngươi điều tra rõ kẻ nào to gan vậy, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Tạ ơn hoàng thượng. Kiến Vật à, khiến đệ hoảng sợ rồi. Buổi tối hôm nay đệ cứ ở đây ăn cơm với trẫm. Đi, trẫm dắt đệ đi xem nơi mà hai chúng ta từng tới, xem có thay đổi gì không. Đi. Dương gia. Dương gia. Dương gia, đã làm việc công công của Đông Xưởng, mau chuẩn bị tiệc rượu đi. Đây, mời bên này. Dịch Thanh chịu khổ rồi. Chỉ cần Dương gia được an toàn, tôi Dịch Thanh có chịu bao nhiêu khổ cũng bằng lòng. Mặc dù con chỉ là thị nữ hầu hạ cho Bổn Dương, nhưng mà Bổn Dương đối xử con giống như con gái ruột. Lúc trước nhìn thấy cả đám người các con bước vào Dương phủ, nhìn thấy các con đọc sách, học võ, thật không ngờ mười mấy đứa trẻ cùng lớn lên ở bên nhau lại bị kẻ địch giết chết. Trên đường về kinh thành chỉ còn mỗi mình con. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay huynh đệ của con đòi lại công bằng. Vật Thành, con cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Người đâu? Dương gia, đưa tôi cô nương về phòng nghỉ đi. Dạ Dương gia, xin mời. Người lùi ra trước đi. Còn có chuyện gì nữa à? Người lấy tên giả là Trình Giảo Kim tối đó chính là người đã cứu con. Nhưng mà bây giờ con chưa biết huynh ấy ra sao. Nếu như huynh ấy còn sống, chúng ta cũng phải tìm được huynh ấy. Không chỉ vì báo đáp ơn cứu mạng, mà còn vì người này trung thành can đảm, huynh ấy có thể trở thành tâm phúc ở kinh thành của người. Đúng vậy, nhất định là phải tìm được. Vì tiểu huynh đệ này có ơn thì báo. Nhưng mà Bổn Dương không hề muốn ở lại kinh thành này quá lâu. Chúng ta vượt qua nguy hiểm mới tới được kinh thành, không lẽ bây giờ lại... Trên đường ta hồi kinh đã hy sinh rất nhiều người. Ta cảm thấy ở lại kinh thành chẳng những khiến bản thân nguy hiểm, mà cũng không giúp được gì cho Giang Sơn xã tắc. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta nên trở về nơi cũ, tiếp tục làm một phiên dương thì tốt hơn. Chẳng lẽ con không thể nhớ những ngày tháng vui vẻ ở Tế Nam sao? Dạ nhớ. Nhưng mà mọi người không thể trở về những ngày tháng đó nữa. Người chết thì không thể sống lại, nhưng mà chỉ cần chúng ta trở về nơi đó thì có thể trở về những ngày tháng ban đầu rồi. Nhưng mà Dương gia, ta đã suy nghĩ cả đêm, con không cần phải khuyên ta nữa. Chuẩn bị bút mực cho ta, ta phải viết thơ dâng lên hoàng thượng. Dương gia, Triệu công công cầu kiến. Đa tạ Triệu công công cứu giúp, Vật Thanh bình an vô sự. Đa tạ Triệu công công cứu mạng Vật Thanh. Tôi chỉ tuân theo ý chỉ của hoàng thượng thôi. Người của hoàng thượng tôi nhất định sẽ bảo vệ thật tốt. Ngài đừng tin những tin đồn. Đúng lúc Bổn Dương muốn bàn với công công, Bổn Dương muốn rời kinh, ta hy vọng công công phái người hộ tống. Các ngươi dẫn Tô tiểu thư về phòng nghỉ trước đi. Dạ. Chỗ này chỉ có hai chúng ta thôi. Triệu công công, có gì cứ nói. Mời Dương gia ngồi. Tôi cũng biết Dương gia
không có giả tâm đoạt hoàng vị. Nhưng mà hoàng thượng lại có ý muốn nhường cho Dương gia. Sao bây giờ Dương gia lại cố tình khiến cho hoàng thượng không vui chứ? Triệu công công đừng nói vậy. Bổn vương chỉ là một phiên vương vào kinh để chỉ muốn gặp mặt hoàng huynh. Trên đường hồi kinh ta đã bị hiểu lầm, khiến ta rất mệt mỏi, chút nữa là tự rước họa vào thân. Trước khi Triệu công công tới Dương phủ, bổn vương cũng đang muốn bái biệt hoàng thượng. Hy vọng công công hiểu cho nỗi khổ của ta. Tới giờ mà Dương gia còn chưa hiểu nữa sao? Thứ khiến ngài gặp họa không phải là vì ngài vào kinh gặp hoàng thượng, mà chính là hoàng thượng muốn gặp mặt Dương gia. Chuyện này có khác gì nhau? Nếu như hoàng thượng không hề có ý đó, vậy tại sao biết bao nhiêu dương phiên lại chỉ muốn gặp Tề Dương? Nếu họ không nhìn thấu mục đích cuối cùng trong thánh ý của hoàng thượng, vậy thì tại sao Dương gia lại gặp họa sát thân chứ? Có một số việc trốn tránh cũng vô dụng. Cho dù ngài muốn trốn, kẻ thù của ngài cũng sẽ không buông tha cho ngài. Họ đã coi ngài trở thành đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Dương gia ở lại kinh thành thì sẽ được hoàng thượng bảo vệ, còn có cơ hội sống. Một khi rời khỏi kinh thành thì ngài nhất định sẽ chết. Nếu như ta có thể vượt qua kiếp nạn này, nhất định báo đáp công công. Tại sao bây giờ Dương gia vẫn còn khách sáo với ta như vậy? Dương gia, cái ngày gặp Dương gia ngoài kinh thành thì số phận của Triệu Vô Cực ta đã dính liền với số phận của Dương gia rồi. Dương gia sống, Triệu Vô Cực này sống. Dương gia chết thì Triệu Vô Cực ta cũng chỉ có con đường chết. Xin Triệu công công hãy cho ta biết ta nên làm thế nào. Có câu nói, đao chém dễ đỡ, tên lén khó tránh. Khi nãy thuộc hạ của ta đã cho ta biết, nói rằng Lưu Cát đã cho thủ tiêu Phương Nghị tên Cẩm Y Vệ truy sát ngài. Phương Nghị đã theo dõi hắn nhiều năm, đây gọi là chặt tay giữ mạng. Mặc dù tạm thời chúng ta đã tạm thắng một trận, nhưng mà Lưu Cát tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau này Dương gia càng phải cẩn thận mới được. Ngô Hoàng giảng quy, giảng quy, giảng giảng quy. Chúng ai khanh bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Triệu Vô Cực ban chỗ cho Tề Dương. Ban cho Tề Dương ngồi. Có chuyện thì mau tấu, không có gì thì bãi triều. Thần Từ Quý có chuyện muốn bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng, long thể an khang, chúng thần đều vô cùng vui mừng. Chuyện mà thần sắp bẩm tấu, mặc dù là chuyện hay nhắc đến, nhưng mà vì Giang Sơn xã tắc của Đại Minh, kính xin hoàng thượng sớm hạ chỉ. Từ đại nhân lại muốn nhắc đến chuyện lập thái tử sao? Nước không thể một ngày không có vua, chuyện gì cũng phải rào trước đón sau mới ổn thưa hoàng thượng. Hoàng thượng lần này khỏi bệnh thân thể an khang, thần để cho rằng chuyện này có thể tạm thời quản lại. Hoàng thượng, vừa rồi lời Dương gia nói rất có lý, tạm thời quản lại chứ không phải không bàn. Dương gia ý ngài là vậy phải không? Đương nhiên. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cho rằng chuyện lập thái tử là một quá trình dài, lại cộng thêm việc hoàng tử vẫn còn phải được dạy bảo, hoàng thượng phải luôn ở bên cạnh để làm tấm gương cho hoàng tử học hỏi phẩm chất chiến lược trị quốc, như vậy mới ổn thỏa. Lão thần còn nhớ lúc tiên hoàng còn sống, vào năm ngày ấy tại vị đã lập tức lập hoàng tử làm thái tử, sau đó dài công dạy dỗ bao năm, có như vậy mới có thể giúp cho Giang Sơn Đại Minh có được minh quân thịnh thế. Tiên hoàng thân thể yếu ớt, Lại cộng thêm năm xưa do biến cố chiến loạn nên mới sớm lập thái tử. Hơn nữa tiên hoàng lúc đó có rất nhiều con cái, mà đương kim thánh thượng lúc đó lại là người xuất chúng nhất trong các số hoàng tử của tiên hoàng. Điều này mới có thể khiến tiên hoàng hạ quyết tâm. Hoàng thượng, đương kim hoàng tử đã giống như phụ hoàng mình, hành vi đoan chính, phẩm cách cao thượng. Hơn nữa ngài ấy là hoàng tử duy nhất của hoàng thượng, lại càng phải sớm lập thái tử mới đúng. Triệu Vô Cực, việc trẫm lệnh ngươi đi điều tra chuyện mưu sát Tề Dương đến đâu rồi? Khởi bẩm hoàng thượng,
Đông Xưởng đã điều tra. Chuyện này Lưu Tiến đại nhân chắc sẽ biết rõ hơn. Lưu Tiến, Cẩm Y Vệ Ca Khanh sao lại biết rõ hơn? Không lẽ... Quan Thương, là ti chức thiếu sót, nội bộ Cẩm Y Vệ xuất hiện nghịch phản. Nhưng sau khi ti chức biết được tin, đã lập tức tiến hành điều tra, đã cho chặt đầu thị chúng tên Phương Nghị rồi. Từ đại nhân, có thần. Tình bộ Ca Khanh có biết chuyện này không? Khởi tấu Hoàng Thượng, sau khi thẩm vấn tên Cẩm Y Vệ trong ngục xong, đã chuyển đến hình bộ chúng khanh để xử lý. Cuối cùng chuyển đến đại lý tự phúc thẩm. Kẻ này tội ác tài trời nên mới cho lệnh chém đầu. Bây giờ đầu vẫn còn treo ở đường lớn. Giết một tên bách hộ mà lại không có tấu dâng lên cho ta sao? Hoàng thượng nguôi giận, Viễn Hàn Lâm nhận tấu sớ của Từ đại nhân và Lưu đại nhân chỉ vì hoàng thượng khi ấy đang trong cơn bệnh, nên di thần đã tự xử trí. Triệu Vô Cực, có chuyện này không? Bẩm, đúng là có qua tay nô tài. Nô tài cũng đã xem qua. Cẩm Y Vệ, hình bộ và thủ phủ đại nhân đều đã duyệt, nên nô tài đã làm đúng theo như thông lệ. Vụ án này mấy vị đại nhân có thể nói là đoàn kết một lòng. Đoàn kết một lòng. Vài cái đầu đồng ý của các ngươi là có thể xử trảm một bách hộ rồi. Vậy đầu của văn võ bá quan khắp triều này chắc cũng nằm hết trong tay các ngươi hả? Hoàng thượng thứ tội, quả thật là vì tên này phạm tội ác tài trời, lại cộng thêm việc hắn ta là một con sâu làm rầu nồi canh. Nếu vi thần không sớm xử lý hắn thì e rằng trong Cẩm Y Vệ sẽ có thêm nhiều bè cánh, như vậy càng nghiêm trọng hơn. Quan thượng, thủ phủ đại nhân nói rất chí lý. Cẩm Y Vệ không giống như các nhà môn khác, nhất cử nhất động đều liên quan tới sự an nguy của hoàng thượng, ti chức không thể để xảy ra sơ suất. Gần đây ti chức đang âm thầm điều tra chuyện này, chỉ cần là người có liên quan tới Phương Nghị thì đều phải bắt giữ. Người cùng phe điều tra lẫn nhau e là sẽ không triệt để đâu. Như vậy đi, Triệu Vô Cực, vụ này sẽ giao cho Đông Xưởng các ngươi điều tra, Tề Dương giám sát. Tôn chỉ. Được rồi, chuyện này cứ tạm gác lại đi. Giờ nãy chuyện lập thái tử nói đến đâu rồi hả? Lưu Các. Bẩm hoàng thượng, khi nãy Từ đại nhân kiến nghị việc sớm lập thái tử, Tề Dương cũng nói có thể bàn thêm. Tề Dương nói rất đúng, chuyện này liên quan đến giang sơn của Đại Minh ta mà, phải bình tĩnh, sắp tới cũng có thể bàn tiếp. Lưu đại nhân, có thần. Ngươi phải mau tranh thủ dạy dỗ hoàng tử đi. Trẫm chọn ngươi làm sư phụ cho hoàng tử. Hoàng tử là môn sinh của Lưu đại nhân nhà ngươi. Trên triều đường, ngoài trẫm ra thì đều là môn sinh của Lưu đại nhân hết. Trọng trách của giang sơn Đại Minh này đều đặt hết lên vai của ngươi rồi. Trọng trách này không hề nhẹ đâu. Ngươi phải đứng cho thẳng, ngồi cho vững mới được. Tuân lệnh hoàng thượng. Bái triều. Bái triều. Ô hoàng giản quy, giản quy, giản quy. Nếu như Tề Dương đã hồi kinh, vậy việc bây giờ cần làm chính là dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Ta mặc kệ đại nhân dùng tới cách gì, phải dàn xếp chuyện này với Tề Dương, đừng để hắn nói gì với hoàng thượng. Sau đó khiến những người biết được chuyện này sẽ mãi mãi im lặng cho ta. Vì thần đã hiểu. Ý. Phương đại nhân, Lưu đại nhân phải chúng tôi đến tiếp ứng không? Tiếp ứng à? Đúng vậy. Chỉ sợ phái người tới lấy mạng của ta thôi. Phương đại nhân, ông nghĩ quá nhiều rồi. Đủ rồi. Ngươi là người ta bồi dưỡng từ nhỏ, ta mà chết, ngươi chính là bách hộ. Phương đại nhân, không phải là tôi không chịu giúp ông, quan trọng là hai vị Lưu đại nhân. Ta hiểu rồi.
Nếu như đã hiểu thì cũng đừng làm khó các huynh đệ. Chúng tôi sẽ săn sóc người nhà của ông. Ông yên tâm đi. Có rượu không? Phương đại nhân, Lưu đại nhân còn chờ chúng tôi trở về bẩm báo nữa. Các huynh đệ ra tay nhanh gọn. Những ngày này phải chú ý việc ăn uống của hoàng thượng, đặc biệt là phải đề phòng người khác hãm hại. Ngự thiện phòng phải canh giữ nghiêm ngặt hơn. Thức ăn, dụng cụ mà hoàng thượng dùng phải đem đến thái y viện kiểm tra nghiêm ngặt. Ta cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Mạch tượng thì không có vấn đề gì hết, nhưng sao thần trí của người lại không tỉnh táo chứ? Nếu như không phải là do người khác giở trò, vậy phải lập đàn cầu an rồi. Cũng có thể. À, ta đã dặn dò người đi làm chuyện này. Vậy lão thần xin cáo từ. Ừ. Tiểu thiên tử. Được rồi, đi đi. Rõ. Không ngờ chỉ với một hành động đơn giản như vậy lại giúp hắn nắm được tâm ý của hoàng thượng. Đối thủ này của chúng ta không đơn giản. Dạo gần đây sức khỏe hoàng thượng không được tốt, trùng hợp hơn là trong kinh thành có thái giám vừa mới bị giết đó. Ừ. Giữa hai chuyện này có mối quan hệ gì? Chính là gần đây Triệu Vô Cực đẹp Tề Dương thường xuyên đi gặp hoàng thượng, mà sức khỏe của hoàng thượng lại không tốt. Chẳng lẽ có người nào đó đã âm thầm hạ độc, sau đó là giết người diệt khẩu? Ừ. Ý của ngươi là Tề Dương sai người hạ độc mưu quyền đoạt vị, sau đó chỉ để bịt miệng mà giết chết thái giám kia? Đúng vậy. Ta nói với con bao nhiêu lần rồi, kêu con chăm chỉ đọc sách đi. Từ lúc bắt đầu đã không chịu nghe lời rồi, cả ngày chỉ biết đá dế. Có thể giúp con phá được án hay không đây? Thật ra cũng không phải hoàn toàn không thể đâu. Con cãi sao? Không phải sư phụ, là chính người bảo con dựa vào chuyện đấu dế đi dò hỏi thái giám đó trong cung mà. Kết quả thì sao? Là như vậy sư phụ, con quen một tiểu thái giám trong cung đó,
Hắn lúc nào cũng đợi con tiện hết. Đủ rồi, mấy chuyện dơ dẫn đó ta không quan tâm. Chỉ cần nói ta biết rốt cuộc là có tung tích và thả giả mất tích không. Không có. Vậy đá dế có tác dụng gì? Không phải cũng hỏi rồi sao? Ê, sư phụ à, bây giờ ở trong cung á đang có tin đồn đại khắp nơi đó. Lời đồn không đáng tin, đừng có chạy đi nói linh tinh. Ê, người nghe con nói đã. Bây giờ trong hoàng cung, hoàng thượng đổ bệnh rồi. Nghe nói là Tề Dương đó muốn mưu triều đoạt vị, hãm hại hoàng thượng, kết quả không thành công, còn giết chết lão thái giám đó để diệt khẩu. Sư phụ, người nói coi, lão thái giám này có phải là người ngoài trà trộn vào trong cung nên trong cung không ai biết? Ê, sư phụ, sao người tức giận nữa rồi? Ngôn Việt Đông, vụ án này đừng điều tra nữa. Không phải người nói mạng người quan trọng hả sư phụ? Mạng người quan trọng, nhưng tính mạng của huynh đệ Lục Phiến Môn chúng ta còn lớn hơn nhiều. Sư phụ à, cái này thì có liên quan gì tới tính mạng của huynh đệ Lục Phiến Môn? Không có lửa làm sao có khói, vụ án này chúng ta tránh trước đã. Ý của người là sao chứ? Không phải con thích chơi dế sao? Mau đi rủ các huynh đệ đi chơi đi. Đi đi. À, ông chủ, ông đã nghe nói chưa? Bệnh của hoàng thượng không khỏi là do có người hạ độc đó. Không phải là do Tề Dương sao? Tề Dương này đúng là mặt thiên tâm ác. Hoàng thượng gọi hắn ta vào kinh bàn chuyện, hắn ta lại muốn chiếm đoạt ngôi vị mà hạ độc. Còn nói gì nữa, Tề Dương còn phái người đi giết tên thái giám giúp hắn hạ độc. Nghe nói là lão già chết 2 ngày trước ở khu đường đồ cổ á. Đúng vậy, hắn ta sợ bị người khác phát hiện rồi vạch trần hắn ta. Anh nói chết tử tế một chút. Hả? Tề Dương là người tốt. Xem dáng vẻ vội vàng của cô nương đây, e là nửa đêm phải vội chạy tới chỗ Tề Dương rồi phải không? Sao cô lại đánh người? Người đâu, mau ra đây. Có thêm mấy người nữa, sợ là các người cũng không đỡ nổi một đòn của bọn cô nương. Cô cầm miệng đi, đánh đã cho ta. Người đâu, báo quan mau. Triệu Công Công, muốn xử lý cẩm y vệ bọn ta sao? Bọn ta chỉ làm theo thánh chỉ của hoàng thượng. Chỗ nào bỏ qua được thì bỏ qua, nhắm trở mặt với cẩm y vệ bọn ta thì các người cũng chả có kết cục tốt đẹp gì đâu. Lưu đại nhân, người của Đông Sưởng đã đến tận cửa rồi, đến ly trà còn không dâng lên, ngài đang muốn trở mặt phải không? Các người mang người tới bao vây quanh trấn phủ của bọn ta là muốn làm bừa sao? Bọn ta phụng chỉ làm việc. Phụng chỉ? Vậy đem thánh chỉ ra đây. Chỉ huy cẩm y vệ Lưu Tiến tiếp chỉ. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, chỉ huy cẩm y vệ Lưu Tiến phải phối hợp với người Đông Sưởng giám sát bất kỳ người nào có liên quan đến vụ ám sát Tề Dương. Cẩm y vệ không được dung túng bao che, phải giao cho người Đông Sưởng xử lý. Chứng cứ rõ ràng tội ác tày trời, lập tức chém đầu khâm thử. Thần Lưu Tiến tiếp chỉ. Ngài coi mặt của ta, rồi ngài thử coi mặt của cô ta đi. Là do bọn họ chửi người trước. Cô nương, người ta chửi trước thì cô cũng không nên động thủ đánh người ta chứ. Ngài nói chuyện có đạo lý được không? Một đám đàn ông to lớn ức hiếp một người phụ nữ yếu đuối, ngài lại nói giúp cho họ sao? Đúng vậy, mấy người là nam nhân to lớn, sao lại đi ức hiếp cô nương nhà người ta? Hoàng gia, bọn ta là người bị đánh mà. Đúng vậy, đánh lại sao? Đúng hả? Đúng vậy. Cô nương à, với võ nghệ của cô đối phó với mấy tên này coi bộ hơi nặng tay quá rồi đó. Đúng vậy đó, đúng rồi, đau quá trời. Ta vì kính trọng ngài mới để ngài trói thôi. Nếu ta thực sự ra tay, không chừng bọn họ có khi mất cánh tay hoặc cái chân cũng được. Bảo cô nương, nói chuyện có lý. Đứng đàng hoàng coi. Có gì phải sợ? Xem các người bị dọa thành bộ dạng gì rồi hả? Cô nương, chuyện này nếu đã làm náo loạn đến Lục Phiến Môn ta, ta sẽ đòi công bằng cho cô. Cô nói đi, cô muốn thế nào đây hả? Hoàng gia, ngài đang bảo vệ cô ta sao? Im miệng.
Cô nương đây một thân võ nghệ ha. Các ngươi còn sống được là do người ta đang tích đức đó, có biết chưa? Ờ, được rồi, vậy thì cũng coi như công bằng rồi á. Ngươi còn nói nhảm nữa, ta giam hết các ngươi đó. Cô nương, nói thế nào đi nữa thì đánh người là không đúng rồi. Hay là cô bồi thường cho họ một ít tiền thang thuốc được không? Hả? Bồi thường tiền thì được, nhưng họ phải xin lỗi chứ. Quá đáng, đúng là quá đáng. Đánh chúng ta rồi còn bắt chúng ta xin lỗi sao? Làm gì có chuyện như vậy? Còn hỏi quan gia lão gia Tề Dương nhà ta hạ độc hoàng thượng, ngài nói có nên đánh không? Nên. Nè, rốt cuộc các ngươi là nói gì tiểu thư người ta vậy? Bọn ta xin lỗi. Xin cô nương hãy thứ lỗi. Xin hãy thứ lỗi. Như vậy không tốt hơn ha? Dạ. Rốt cuộc các ngươi nói gì người ta vậy? Quan gia, ngài đừng có hỏi nữa mà. Không. Đi thôi. Đi nhanh lên. Đi mau. Sao họ không cần vậy? Chắc là nghe cô nói cô là người của phủ Tề Dương, không đụng tới cô được, chẳng lẽ không trốn được sao? Đa tạ Ngôn Bổ Đầu. Ê, cô nương khách khí rồi. Đi thôi. Ê sư phụ, người nói coi, nếu như cô nương này là người của phủ Tề Dương, vậy thì Tề Dương xem ra cũng không giống người xấu. Xong rồi, Lục Phiếu Môn chúng ta lần này xem như đụng trúng ca khó rồi đây. Mau lên kêu gọi các huynh đệ phá án, tốt nhất là âm thầm kết án đi. Phá án gì? Án giết người. Người không phải nói là không cần điều tra hả? Không những phải điều tra mà phải nhanh lên, ngày mai phải phá án. Sư phụ, người có bị gì không vậy? Ngày mai phá án thì làm sao tìm ra chân tướng được? Làm ơn nhớ lời sư phụ nói, chân tướng là chân tướng, thiên địa lương tâm. Nhưng mà nếu như báo lên trên chưa chắc cần chân tướng hả? Ngày mai báo lên trên nói là phá được án rồi, còn chân tướng từ từ chúng ta điều tra. Ê sư phụ, vậy rốt cuộc là có điều tra hay là không? Ta nói người cả đời này mãi mãi cũng không bao giờ làm được việc hết. Sư phụ à, có người ở đây thì con làm theo người là được rồi chứ gì. Đúng vậy. Trời, mùa vào lúc nào vậy? Coi Quỳnh kìa, hai chúng ta lớn lên cùng nhau, Quỳnh có gì mà muội chưa từng nhìn thấy đâu. Muội tới đây làm gì? Phụ mẫu bận việc rồi nên nhờ muội tới thay thuốc giúp Quỳnh. Ta tự làm được rồi, muội để ở đó đi. Vậy sao được? Cha đã dặn muội nhất định phải giúp Quỳnh thay thuốc đó. Cái này không được. Đại nam nhân cái này có gì phải sợ. Đừng. Ngày mai thai có được không? Cha nói rồi, thay thuốc phải đúng cử, nếu không vết thương không lành đâu. Không được. Hay vậy đi, muội nhắm mắt lại thay thuốc cho Quỳnh hả? Vậy được. Không được nhìn lén đó. Không có, nhắm mắt rồi mà. Nói phải giữ lời đó nghe. Mụi không giữ lời. Mụi muốn nhắm lắm, nhưng nhắm rồi thì làm sao giúp quên thay thuốc được. Thấy cũng lỡ thấy rồi, làm mau lên đi. Có đau không? Quỳnh như vậy có đáng không chứ? Hành hiệp trượng nghĩa có gì mà không đáng chứ. Nếu như ai cũng nghĩ tới lợi ích của bản thân mình thì đám người xấu đó có cơ hội hoành hành rồi. Quỳnh suốt ngày nói đạo lý này đạo lý nọ, nhưng mấy chuyện bên ngoài như vậy có liên quan gì tới Quỳnh đâu. Nếu như tất cả mọi người ai cũng nói như muội vậy, đợi tới lúc lửa cháy tới nhà rồi, tới lúc đó muốn quản cũng không được nữa đó. Muội không quan tâm, dù sao thì Quỳnh có nói gì muội cũng cảm thấy đúng hết. Lực hành thầy thuốc. Không phải người phải ra ngoài sao? Ai nói? Con gái lớn vậy rồi mà còn không biết xấu hổ nữa. Thay xong rồi hả? Dạ phải. Nghe nói con đánh nhau với người ta. Là bọn họ nói lời không hay về Dương gia trước. Con bịt tay vào thì có phải là không nghe thấy nữa sao? Cần gì con phải cố chấp với đám người đó. Con muốn mua chút giấy để đốt vàng mã cho ân nhân cứu mạng ở dưới quê thôi. Thôi, đã qua rồi.
Bây giờ ta cũng muốn đi miếu thờ cầu siêu cho những người đã chết. Tiện thể cũng để cho quản gia Trương Thế Kiệt tìm người thanh niên đã cứu con. Ta cũng nên cảm ơn người ta. Dương gia, Dương gia, Triệu công công đến. Dương gia, chuyện tin đồn đã nghe chưa? Nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải để ý. Đây chính là hậu quả mà Dương gia tha cho chúng đó. Chuyện này không có liên quan đến Lưu đại nhân có đúng không? Khi nãy thuộc hạ đã thông báo cho ta, nói chuyện này sẽ có khả năng là do bọn họ làm. Nhưng họ cũng không thể nói giả thành thật được. Nhưng mà tình hình hiện tại vô cùng bất lợi đối với Dương gia. Ta vẫn luôn giúp đỡ Dương gia. Ngươi biết chuyện này không hề ít. Đó cũng chính là vì sao bọn Lưu Cát nói Dương gia cấu kết với thái giám. Việc nội ứng ngoại hợp này mọi người đều biết. Thêm nữa là người chết lại là một tên thái giám, nên là chúng ta nhất định phải làm rõ chuyện này. Nếu như ta và Dương gia đều không giết người, vậy thì càng phải làm rõ, tránh để đối phương lợi dụng chuyện này có mưu đồ bất chính. Xem ra ta vẫn nên rời khỏi kinh thành, vậy mới có thể phân biệt đúng sai. Dương gia, nếu như ngài rời đi lúc này, vậy thì chỉ có thể cho bọn chúng tha hồ làm càn. Sẽ là những ngày tháng yên ổn mà ngài muốn càng ngày càng xa vời. Có một số chuyện dù trốn đi cũng vô dụng thôi, nhất định phải đối mặt với nó. Chuyên công công, đủ người chưa? Ngoài Lưu Tiến ra thì đã tới đủ rồi. Tôn Càng, Lưu đại nhân đã tiếp thánh chỉ, cái này gọi là tội bỏ trốn nè. Cũng có thể là do không coi thái giám ta đây ra gì ha. Người muốn tra thì cứ tra. Cẩm y vệ trong sân này ai cũng đã từng đổ máu vì giang sơn đại minh này hết. Nếu ai có mưu đồ làm phản thì cái đó chính là kẻ không có cha mẹ dạy dỗ. Tôn Càng ta không sợ điều tra. Ai cũng biết ta và Phương Nghị từ xưa đến nay không đội trời chung. Thân phận hắn bại lộ, hắn là do ta bắt, cũng do ta giết. Sao đến ta ngươi cũng muốn điều tra? Ai biết được có phải khổ nhục kế hay là không. Giết một người để bảo đảm an toàn cho tất cả các ngươi. Người đó láo. Ôi trời, ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, im miệng. Xem ra không thể nói tử tế với ngươi được rồi. Người đâu, trói lại cho ta, đánh cho tới chết. Trời, ý gì đây? Cẩm y vệ đây là muốn kháng chỉ hả? Ở trấn phủ nhà môn muốn đánh cẩm y vệ, từ khi đại minh khai quốc chưa từng có kẻ nào dám làm như vậy. Người đông sự các ngươi quá to gan. Chuyện ngươi chưa nhìn thấy bao giờ còn nhiều lắm. Tôn Càng, ta nói ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ cho từng người cẩm y vệ của các ngươi mở mang tầm mắt. Cao huynh đệ, cẩm y vệ chúng ta hôm nay nếu như để cho bọn thái giám đông sự ức hiếp thì không còn mặt mũi gì nữa. Đánh thật mạnh vào cho ta. Đánh 30 trượng trước cho ta. Tốn Càng, người kháng chị. Dừng tay. Lưu đại nhân, thật là hồ đồ, còn không mau dựng dậy trị thương đi. Hãy để cho hắn tự do ngang ngược. Từ quý có
Người mau đi chuẩn bị cho ta một bàn rượu, sau đó tới Tề Dương phủ mời Tề Dương tới đây. Dạ rõ. Tôn Càng. Dạ. Bây giờ ngươi hãy mau đi chuẩn bị trước, lấy đầu tên Phương Nghị đó. Dạ. Lưu Tiến đại nhân, chúng ta ra cửa nghênh Thiết Triệu công công. Rõ thưa đại nhân. Hey, Triệu công công, Triệu công công, ngài thật sự là muốn sang bằng Cẩm Y Vệ sao? Bớt nói nhiều đi, mau thả đồ đệ của ta ra. Sư phụ, sư phụ, báo thù cho con. Khiến về chữa trị đi. Dạ. Đều do bổn quan dạy dỗ không nghiêm để cho thuộc hạ đánh Tiểu Công Công. Đây là lỗi của bọn ta. Nhưng bổn quan nghe nói là Tiểu Công Công vừa tới thì đã ăn nói không đúng mực, vậy nên mới có chuyện. Vậy Triệu Công Công ngài hãy bỏ qua cho. Sợ là không phải ta bỏ qua là được đâu. Tiểu Thiên Tử cũng chỉ là phụng chỉ hoàng thượng kiểm tra, bị các ngươi đánh cho thừa sống thiếu chết. Nói tội nhỏ là kháng chỉ bất tuân, còn nói tội lớn thì các ngươi đang mưu phản. Ý chà, theo ý của Triệu Công Công như vậy, cho dù là tội nhỏ hay tội lớn thì bọn ta đều phạm phải tội chém đầu hả? Ngài xem mấy người ở đông xưởng của ngài đi, ai cũng cầm đao kiếm sát khí đằng đằng, đứng xung quanh cổng nhà môn trấn phủ. Nếu để cho văn võ cả triều nhìn thấy còn tưởng là binh biến rồi, đúng là xấu hổ cho người có học. Có điều bổn quan đã chuẩn bị xong tiệc rượu ở trong đó rồi, hân hạnh được đón tiếp Triệu Công Công. Cho dù là xử lý ra sao thì chúng ta cứ vừa ăn vừa bàn. Các người nghe đi, bao vây trấn phủ tư cho ta, ta phải xem thử là trấn phủ tư có biết dương pháp là gì hay không. Mời. Dương gia, Dương gia. Từ đại nhân, từ đại nhân. Dương gia, Dương gia. Dương gia, Dương gia. Từ đại nhân, có chuyện gì? Dương gia, dù bất cứ giá nào, lần này ngài cũng phải giúp ta một tay. Ta cũng nghe chuyện sáng nay ở nhà môn trấn phủ tư. Vậy thì xin Tề Dương hãy giúp ta lấy lại công bằng. Nhất định, nhất định. Hoàng thượng muốn ta giám sát việc này, ta sẽ làm hết trách nhiệm. Dương gia, ngài đồng ý rồi sao? Ngươi cứ về phủ trước đi, ta đi thay y phục rồi sẽ tới ngay. Dương gia vất vả rồi, vất vả cho ngài rồi. Dương gia, tên Từ đại nhân này đang chơi trò gì vậy? Bọn họ đuối lý rồi còn dám đánh người nữa. Triệu Du Cực đang giữ thánh chỉ, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ được. Triệu Công Công đang muốn mượn thế lực để thanh trừng Cẩm Y về, lần này đúng lúc hắn bị nắm được thóp. Bọn họ hại chúng ta thảm như vậy, chúng ta phải báo thù cho những huynh đệ đã chết. Giật Thanh à, quan quan tương báo đến bao giờ? Nhưng mà như vậy thì huynh đệ chúng ta chết quá vô ích rồi. Ra ngoài đi, để ta suy nghĩ. Dương gia, những lúc này người không thể mềm lòng được. Ra ngoài đi. Dạ. Nhanh lên, mang rượu lên đây, chúng ta cạn một ly. Nào, mời. Nè. Triệu Công Công không có hứng thú. Triệu Công Công đã phụng chỉ ý của hoàng thượng, tra vụ án Cẩm Y Vệ, giải quyết việc công nên không có gì để nói. Nhưng mà Công Công đã từng nghĩ chưa, Cẩm Y Vệ liên quan tới an nguy của hoàng thượng, chắc không phải ngài muốn nhổ luôn cái nhà môn trấn phủ tư chứ? Điều tra chuyện này cũng là vì ta đang phục tùng thánh ý. Nếu như hoàng thượng hài lòng, ta có thể dừng việc điều tra bất cứ lúc nào. Nhưng mà bây giờ ta vẫn chưa điều tra, các người đã đánh người rồi. Lưu đại nhân, ngài giải thích chuyện này như thế nào đi? Chuyện này dĩ nhiên là không thể bỏ qua, lão phu sẽ nghiêm khắc hỏi tội. Nhưng vụ án này đã kết thúc rồi, bởi vì Cẩm Y Vệ đã điều tra, việc này cũng đã xong rồi. Thank you.
Xin Dương gia yên tâm, Bách Hộ Phương Nghị đã tự ý ra khỏi thành làm hại Dương gia, bị Cẩm Y Vệ phát hiện, đã trừng phạt họ ngay tại đó rồi. Dương gia, tục ngữ nói giết người đền mạng là xong, thủ phạm Phương Nghị đã đền tội rồi. Ngài nói coi có cần điều tra tiếp hay không? Điều tra tiếp e là sẽ không có tốt đâu. Chà, lẽ nào Triệu Công Công còn gì không hài lòng sao? Trên triều đình, hoàng thượng đã biết được chuyện này rồi. Ta không biết vì sao hoàng thượng vẫn muốn điều tra tiếp. Dương gia, ý ngài sao? À, tiểu dương cũng không dám tùy tiện suy đoán thanh ý. Được, vậy cứ điều tra ha, cứ điều tra cho tới khi Triệu Công Công hài lòng mới ngừng. Lưu đại nhân, là điều tra cho tới khi hoàng thượng hài lòng. Dương gia, Công Công đừng có tức giận nữa, cả bàn đại thức ăn chúng ta vừa ăn vừa bàn đi ha. Nè nè. Ê chà, nè, Từ đại nhân nói đúng, nhưng xem ra bữa tiệc rượu này khó mà uống tiếp rồi ha. Vậy thì lão phu sẽ nói tới chuyện thứ hai, xin thứ lỗi. Lão phu quản thuộc hạ không nghiêm, dẫn tới việc bọn họ đã thương tới thuộc đệ tiểu thiên tử của Triệu Công Công. Lão phu xin được nhận lỗi với Triệu Công Công tại đây. Số ngân lượng này là phí thuốc thang cho tiểu thiên tử Công Công. Vậy thì chuyện này cứ vậy mà qua hả? Vậy chứ còn làm sao nữa. Lưu đại nhân à, khi nãy ở cổng nha môn trấn phủ tư, ta đã nói rồi, chuyện này nói nhỏ thì là kháng chỉ, nói nặng thì là mưu phản. Chà, Triệu Công Công tặng cho Cẩm Y Vệ cái mũ lớn vậy, rõ ràng là muốn lấy thêm đầu của vài người mà ha. Ta hỏi Triệu Công Công, ngài có thể giết hết Cẩm Y Vệ hay không? Văn võ toàn triều trừ Lưu Các ta trở xuống, ngài giết hết được hay không? Giết nổi không? Triệu Vô Cực ta làm gì cho hoàng thượng cúc cung tận tụy. Lưu đại nhân cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không du oan người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không tha cho bất cứ kẻ xấu nào. Hay, nói rất hay. Lưu Tiến à, Triệu Công Công không chịu tha, xem ra lão phu cũng không còn thể diện nữa. Chuyện Cẩm Y Vệ các ngươi thì các ngươi tự giải quyết đi. Lưu đại nhân, cảm ơn vì đã thiết đãi nồng hậu. Ngày mai ta sẽ tới trấn phủ tư điều tra đúng giờ. Dương gia, chúng ta đi. Khoan, cảm ơn Lưu đại nhân. Hai vị đại nhân à, chúng ta phải phân rõ hai chuyện. Vậy thì ngươi nói thử xem là hai chuyện gì. Điều tra dư đảng của Phương Nghị, đó là chuyện của hoàng thượng. Nhưng mà còn chuyện tiểu thiên tử Công Công bị đánh ở nha môn Cẩm Y Vệ, chúng ta phải phân rõ. Ta không biết ai là dư đảng, nhưng ai đánh tiểu Công Công, vậy thì bọn ta sẽ phải chịu trách nhiệm với người đó. Chịu sao đây? Tôn Ca. Dạ. Cẩm Y Vệ chúng ta dám làm dám chịu. Dạ. Triệu Công Công, bây giờ vết thương của đồ đệ ngài xem như là trị khỏi rồi chứ? Đứa, xem như là đã trút giận cho tiểu thiên tử rồi. Ngân lượng cứ giữ lại cho hai vị trị thương đi. Lưu đại nhân xin cáo từ.